Đây là một câu chuyện có thật. Cô gái này quả là một người dũng cảm, 16 tuổi đã tự mình lái thuyền đi ra rửa biển, với ý định sẽ đi vòng quanh thế giới mà không cần ai trợ giúp. Điều đó cũng có nghĩa là một mình cô gái nhỏ bé này sẽ phải đương đầu với hàng nghìn khó khăn, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng. Liệu rằng cô ấy có thể hoàn thành mục tiêu của mình và trở thành người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới bằng một chiếc thuyền hay không? Muốn biết được cái kết thì mời các bạn hãy cùng mình theo dõi hết bộ phim này nhé. Ngay từ khi vừa mới sinh ra, cuộc sống của cô gái Jessica đã gắn liền với biển cả. Đến năm 9 tuổi, cô đã có một ước mơ của riêng mình, và ước mơ đó chính là trở thành người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới bằng một con thuyền nhỏ. Để thực hiện ước mơ, Jessica đã đi làm thêm từ khi còn 9 tuổi, tích lũy từng đồng để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên biển của mình. Đến năm 12 tuổi, Jessica đã nói chuyện này cho bố mẹ. Ban đầu, cả gia đình đều nghi ngờ về khả năng của cô, vì một cô gái hơn chục tuổi làm sao có thể tự mình đi vòng quanh thế giới bằng một con thuyền được. Nhưng rồi họ vẫn đồng ý, vì họ luôn muốn con gái làm những điều mà không ai dám làm. Được sự đồng ý và ủng hộ của gia đình, Jessica liền đi tìm cho mình một huấn luyện viên. Người cô chọn là chú Ben cũng từng lập nhiều kỷ lục về đi thuyền, để chú ấy làm người cố vấn và huấn luyện cho đến khi cô đủ kiến thức và thực hiện chuyến đi. Thoáng chốc cũng đã đến lúc Jessica tròn 16 tuổi, là lúc cô sẽ thực hiện chuyến đi của mình. Ngay khi thông báo truyền thông của cả nước vô cùng quan tâm và cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ rằng liệu một cô gái 16 tuổi có thể đi vòng quanh thế giới bằng một con thuyền nhỏ hay không. Đối mặt với sự nghi ngờ của cả nước, Jessica chỉ còn cách thực hiện nó để chứng minh cho cả nước thấy rằng cô hoàn toàn có thể làm điều đó. Đầu tiên, cô đã thực hiện một chuyến đi thử. Nó chỉ kéo dài 200 km, vì thế chỉ cần một đêm là cô sẽ hoàn thành chuyến đi thử này. Nhưng không ngờ vì quá chủ quan, Jessica đã chui lên giường đi ngủ ngay khi vừa khởi hành, thậm chí cô còn quên bật cảnh báo va chạm. Để rồi đến đêm, con thuyền bỏ của cô đột nhiên rung lắc mạnh, quan sát thì phát hiện nó đang bị một con tàu khổng lồ đâm phải. Mãi đến một lúc sau thì nguy hiểm cũng đã qua đi, nhưng sau cú đâm, con thuyền nhỏ của cô đã bị hư hỏng nặng. Vì thế mà truyền thông cả nước lại gây áp lực cho cô và tiếp tục nghi ngờ Jessica sẽ không thể hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới. Mặc kệ những lời bàn tán của mọi người, Jessica vẫn giữ nguyên quyết định của mình, cô sẽ thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng một con thuyền nhỏ. Nhưng sau vụ tai nạn, con thuyền của cô đã bị hư hỏng nặng, vì thế mà cô sẽ phải tìm nhà tài trợ sửa lại con tàu cho mình. Nhưng sau thất bại của chuyến đi thử, các nhà tài trợ đã mất niềm tin vào Jessica, nên có gọi cả buổi thì cũng không có người chịu tài trợ cho cô. Cứ tưởng như vậy là đã hết hy vọng. Ai ngờ sau khi bị truyền thông nghi ngờ về năng lực của những người lái thuyền, thì những người ngư dân ở vùng biển nơi Jessica sống đã cùng nhau góp vốn, góp sức sữa con thuyền của Jessica để cô tiếp tục thực hiện chuyến đi của mình, chứng minh cho toàn thế giới biết năng lực của những người lái thuyền là không hề tầm thường. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, con thuyền của Jessica đã được sửa xong. Đó cũng là lúc cô bắt đầu thực hiện chuyến đi của mình. Rất đông phóng viên đến để đưa tin về sự kiện này. Sau khi tạm biệt mọi người, Jessica tự tin lái thẳng con thuyền của mình ra biển. Đến thời điểm hiện tại thì cô không còn điều gì phải nối tiếp, vì dù cho chuyến đi này có thất bại hay thành công, thì cô cũng đã trở thành người dũng cảm dám đương đầu với ước mơ nhiều nguy hiểm của mình. Mọi người trong gia đình cô không ai dám rời khỏi nhà. Họ sẽ thay phiên nhau ngồi trước màn hình máy tính để theo dõi quá trình cô di chuyển. Ban đầu mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Jessica đã tự quay lại quá trình di chuyển của mình và chỉ cho mọi người thấy lộ trình cô sẽ đi trong những ngày tiếp theo. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn đang thuận lợi như Jessica mong muốn và còn có cột mốc đầu tiên của mình. Đó chính là cô đã đi qua biên giới giữa Nam Bán Cầu sang Bắc Bán Cầu. Đối với một cô gái 16 tuổi thì đó quả là một cột mốc lớn. Nhưng đến tối thì khó khăn đầu tiên đã kéo đến. Vùng biển cô đang di chuyển sẽ có một cơn bão. Chú Ben đã khuyên cô nên cắm mỏ neo và ở yên một chỗ chống chọi với cơn bão. Nhưng suýt chút nữa thì cô đã bị đánh bay xuống biển. Cũng may cô đã kịp bám vào một sợi dây trên con thuyền, từ đó mới thoát chết một mạng và thành công chống chọi với cơn bão đến khi nó tan đi. Cô liền điện về để thông báo tình hình của mình cho gia đình. Chỉ có như thế thì mới làm họ bớt lo lắng. Sau đó thì lại tận hưởng chuyến đi của mình và không quên quay lại những khoảnh khắc vui vẻ đó để cho khán giả cả nước có thể theo dõi hành trình của cô. Khi gia đình ở đất liền đón Giáng sinh thì cô cũng tự trang trí con thuyền nhỏ của mình và ngồi im nghe điện thoại nhận những lời chúc từ mọi người. Mặc dù rất vui, nhưng đến khi cả nhà tắt điện thoại và bắt đầu tiệc tùng thì đó cũng là lúc Jessica bắt đầu cảm thấy cô đơn. Nhưng cô vẫn phải căng buồm, tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình. Nhưng sang đến hôm sau thì biển không có gió cũng không có sóng, mà không có gió cũng đồng nghĩa với việc cánh buồm của cô không hoạt động. Mà cánh buồm không hoạt động thì con thuyền của cô chỉ đứng yên một chỗ. Điều này lại làm cho Jessica càng thêm phần chán nản, cũng không buồn nấu ăn hay dọn dẹp. Thậm chí mọi người trong gia đình gọi cũng không chịu nghe. Điều này làm họ vô cùng lo lắng, không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Đã 5 ngày trôi qua nhưng biển vẫn không có nổi một cơn gió. Con thuyền thì vẫn đứng im một chỗ không thể di chuyển. Mãi đến ngày hôm nay cô mới chịu gọi về nhà và nói tình hình của mình cho mọi người bớt lo lắng. Đã vài ngày trôi qua mà biển vẫn không có
có gió với sóng, Jessica cũng chỉ biết quay lại những thước phim, kể cho mọi người biết những khó khăn mình đang gặp phải. Đến thời điểm hiện tại thì cô đã thực sự cảm thấy nhớ gia đình, cô cũng thừa nhận rằng mình không phải là một con người mạnh mẽ, mà cô cũng là một người yếu đuối như những cô gái khác. Chỉ là cô dám đương đầu với mọi thử thách mà bản thân muốn chinh phục, mẹ cũng chỉ biết động viên cô con gái của mình, và những lời động viên đó đã giúp Jessica lấy lại được tinh thần. Sáng sớm hôm sau, cô đã dậy sớm để căng buồm chờ gió đến. Mặc dù ngày hôm đó gió vẫn chưa đến, nhưng cô vẫn vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này. Nhìn bầu trời đầy sao, cô lại có thêm nhiều hy vọng. Và giờ điều cô mong chờ cũng đã đến. Những cơn gió cũng đã quay trở lại vùng biển này, tiếp tục đưa Jessica Lee chuyển trên hành trình của mình. Càng ngày cô cũng càng trở nên nổi tiếng. Ngay cả truyền hình quốc tế cũng liên tục đưa tin về cô, nhưng phóng viên cũng trực chờ ở cửa nhà để mong gia đình cung cấp những thông tin quý giá về Jessica. Hiện tại hành trình của cô đang thực hiện cũng đã đi được 197 ngày. Và chỉ còn 1.588 km nữa là cô sẽ đi hết một vòng trái đất và trở về nhà. Nếu mọi thứ thuận lợi thì cũng chỉ còn 12 ngày nữa là cô sẽ hoàn thành chuyến đi. Nhưng lúc này khó khăn mới lại kéo đến. Lần này vẫn là một cơn bão, nhưng cơn bão này mạnh hơn cơn bão đầu tiên gấp 10 lần. Những cơn sóng có thể cao đến hàng chục mét dễ dàng nhấn chìm thuyền của Jessica. Gia đình đã khuyên cô nên bỏ cuộc chịu thất bại và lái thuyền về bờ để tránh bão. Nhưng như thế thì sẽ làm mọi người thất vọng. Đến khi cô đọc những bình luận ở video của mình thì đã thấy có vô số người đã được cô truyền cảm hứng. Từ đó họ đã tự mình vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Thậm chí còn có người nói sẽ đến tận nơi để chào đón khi cô về đích. Thấy mọi người đang kỳ vọng và ủng hộ mình, Jessica đã quyết định sẽ tiếp tục hành trình. Cô sẽ đương đầu với cơn bão để lập kỷ lục người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Nhưng lần này cô đã quyết định không làm theo sự cố vấn của chú Ben nữa. Thay vào đó là cô sẽ tự làm theo cách giải quyết của mình. Cô sẽ không thể neo đứng yên một chỗ như chú Ben bảo, vì cho rằng càng đứng yên thì sẽ càng bị sóng đánh vào mạnh hơn. Thay vào đó là cô sẽ để cho con thuyền tiếp tục di chuyển theo hướng con sóng đánh. Như thế thì sẽ giảm thiểu khả năng bị đánh chìm. Mặc dù cách của cô ban đầu rất hiệu quả, nhưng càng ngày những cơn sóng càng lớn, để rồi đã xuất hiện một cơn sóng cao 40 mét dễ dàng nhấn chìm thuyền của Jessica. Cũng may hệ thống chống nước trên con thuyền khá tốt nên nước không ngấm vào trong, nhưng nó đang bị lật ngửa và không tài nào nổi lên mặt biển. Đến giờ phút này cô cũng đã nhận ra, có lẽ hành trình và sinh mạng của cô đến đây đã kết thúc, nên cô đã cố gắng nhìn tấm ảnh gia đình của mình lần cuối. Gia đình cũng đã nhận tin thuyền của cô đang bị chìm sâu 4 mét so với mặt nước biển. Điều này làm họ vô cùng hoang mang vì cho rằng Jessica đã thiệt mạng. Nhưng không ngờ lúc này con thuyền nhỏ của Jessica đã tự lật lại. Đến khi nó nổi lên mặt nước thì cơn bão cũng đã qua đi. Jessica cũng đã may mắn giữ lại được tính mạng của mình. Cô liền điện về thông báo cho gia đình rằng mình không hề bị ảnh hưởng gì. Ngay cả phóng viên thường ngày không đặt niềm tin vào Jessica, thì nay khi nghe tin cô vẫn sống sót qua cơn bão thì họ cũng vui mừng đến vỡ òa. Hiện tại cũng chỉ còn lại một cơn miên bình. Dường như cơn mưa đó đã giúp Jessica gột rửa mọi lo lắng và nỗi sợ trên hành trình cô đã đi qua. Từ đó đã giúp cô có một ý chí dũng cảm và một khuôn mặt luôn nở nụ cười để trở về nhà. Ngày cô trở về đã có hàng trăm nghìn người ủng hộ đến cảng để đón cô. Họ đã cùng nhau mặc những bộ quần áo màu hồng giống như con thuyền của Jessica. Hàng trăm con thuyền của người dân cũng đã đến để hộ tống cô vào bờ. Lúc này thuyền của Jessica cũng đã cập cảng với sự chào đón của mọi người và cô cũng đã bước chân lên đất liền sau 210 ngày lênh đênh trên biển. Gia đình đã là người bên cạnh cô trong khoảnh khắc lịch sử này. Thủ tướng của Úc cũng ở đó và vinh danh cô là một anh hùng của đất nước. Nhưng Jessica không nhận danh hiệu mà thủ tướng đã trao. Thay vào đó là cô cũng chỉ dám nói mình là một người bình thường dám đương đầu với thử thách. Và từ câu nói của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người, biến họ từ con người nhút nhát dám đương đầu với những ước mơ to lớn của mình. Và bộ phim vừa rồi được chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Sự kiện đó xảy ra ở nước Úc vào năm 2010. Jessica đã sống sót qua 7 lần bị lật thuyền và các con sóng cao hơn 20 mét, lập kỷ lục người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!